Gia đình mình vui bất thình lình, hay tin bà Ngọc tìm đến nhà quát mắng ông Toại bà Cúc. Vậy là chuyện con nít bây giờ trở thành chuyện của người lớn. Bà Ngọc long sòng sọc đã bất ngờ quay trở về, khiến cho Trâm Anh trở tay không kịp và phải khai hết sự thật. Vậy là bà Ngọc đã hùng hổ chạy sang nhà ông Toại bà Cúc chửi đồng anh làng. Lúc này thì ông Toại bà Cúc mới té ngửa ra là Trâm Anh và Danh đang nói dối. Tiếng chuông cửa reo vang, bà Cúc chạy ra mở cửa thì trước mặt là bà thông gia Ngọc long sòng sọc đang đứng ở đấy với hai con mắt hình viên đạn. Chưa kịp mở lời chào thì Ngọc đã lừng lững tiến vào rồi ngồi cái phịch xuống ghế trước cửa. Ô, thế Ngọc mới về à? Nhà cửa bên kia sửa sang thế nào rồi? Bà Cúc hỏi lời. Bà nói thế là có ý sao? Ý là bảo tôi sửa nhà để đón con gái về ở đúng không? Bà Ngọc gần giọng. Bà Cúc tròn xoe mặt ngơ ngác. Ơ, tôi tưởng hôm kia Trâm Anh và Danh nó bảo về giúp mẹ trong nhà đang sửa sang mà, thế không phải sao? Lúc này ông Toại cũng chạy xuống. Bà Ngọc lườm một vòng quanh nhà rồi hắng giọng. Các người đừng có giả vờ giả vịt nữa. Con cái tôi không phải là cái thứ muốn thì ông bà mang về, không thích thì ông bà đuổi đi đâu. Nhà tôi không thiếu tiền. Con gái tôi đã phải bỏ nhà cao cửa rộng để về làm dâu nhà các người đấy. Ông Toại bà Cúc quay sang nhìn nhau ngơ ngác. Này, bà ăn nói cho cẩn thận nhé. Nhà tôi làm gì mà bà vừa sang đã mắng xối xả như thế? Ông Toại khùng lên. Làm gì á? Các người đuổi con nhà tôi khăn gói về nhà ở đấy. Thằng Danh đâu? Gọi nó xuống đây tôi hỏi tội. Ông Toại bà Cúc ngứa người ra đầy khó hiểu. Mẹ, mẹ, sao mẹ lại qua đây? Trâm Anh hốt hoảng chạy từ ngoài cửa sộc vào. Mẹ gì? Im lặng cho mẹ. Hôm nay mày phải cho họ biết. Mẹ con nhà mình không phải người ta muốn khinh thường mà được. Bà Cúc quay sang nhìn Trâm Anh. Chuyện này là như thế nào con? Vậy là Trâm Anh đầy lo lắng sợ hãi nhìn ông Toại bà Cúc. Đây là chủ ý của cô, là lời nói dối đã khiến cho chuyện trẻ con giờ đây lại thành chuyện của người lớn. Trâm Anh đành thút thít kể hết sự thật cho ông Toại bà Cúc và mẹ Ngọc nghe. Vậy là giờ đây mọi người mới tá hỏa ra. Phen này thì Danh và Trâm Anh sẽ phải trở về đối mặt và trình diện trước các bậc thúc phụ để nghe tòa phán xét.